Hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hiện bây giờ đó là ngày thứ 5 tại Hoa Kỳ. Ở Việt Nam đó, các bạn đã bước qua là ngày thứ 6 rồi. Và các bạn cũng biết là Thuận sắp sửa nói gì. Một tuần trôi qua quá nhanh các bạn. Mới đây thôi chúng ta đã bắt đầu bước vào cuối tuần rồi. Thì hôm nay đây chúng ta có rất nhiều thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước hết đó, các bạn đã nhớ là ngày hôm qua Thuận có chia sẻ là khi chúng ta có cái chỉ số CPI rất là tốt thì không hiểu tại sao mà chứng khoán Hoa Kỳ lại phản ứng một cách tiêu cực các bạn. Và Thuận cũng nói là chúng ta thường là phải đợi một ngày trôi qua để có thể thấy được thị trường thật sự nghĩ sao về chỉ số CPI, tại vì cái phản ứng ban đầu đó không có được chính xác. Thì bây giờ đã một ngày trôi qua rồi, thị trường như thế nào các bạn? Thì kết quả đó là đúng, thị trường đã bình tâm trở lại và chúng ta nhìn thấy được là thị trường chứng khoán đó đã bắt đầu có cái sự tăng trưởng hôm nay rất là tốt. Nhưng mà đáng tiếc chỉ là thị trường chứng khoán thôi các bạn, không phải thị trường crypto. Chúng ta nhìn thấy được là ở thị trường chứng khoán đó, chúng ta nhìn những chỉ số như là Nasdaq thì đã tăng 2.3%, S&P 500 đã tăng 1.6% và Dow Jones tăng gần 1.4% các bạn. Trong khi ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục thấy giá của BTC giảm xuống cách đây vài tiếng đồng hồ ra là chỉ còn có 56.100 đô thôi các bạn. Hiện bây giờ đó chúng ta đang trở về cái mức là khoảng 58.000 đô. Nói chung là chúng ta đã không có cái sự hồi phục trong thị trường crypto các bạn. Cho dù chỉ số CPI rất là tốt, chúng ta chỉ có cái sự hồi phục trong thị trường chứng khoán mà thôi. Và chúng ta cũng có một số những cái tin tức lớn ngày hôm nay và có rất nhiều tin tức tốt các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là cả thị trường crypto đó thì hiện bây giờ vốn hóa là 2,1 nghìn tỷ. Bitcoin đó thì so với ngày hôm qua thì giảm khoảng chừng là 0.8% các bạn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là altcoins hôm nay tiếp tục lại là một màu đỏ các bạn. Tuy theo các bạn nhìn vào altcoins nào có thể giảm là từ 3 tới 6% ngày hôm nay. Đương nhiên không phải là một ngày tốt trong thị trường crypto rồi, nhưng mà nghĩ về mặt tốt đó thì chúng ta có thêm thời gian để mà tích lũy các bạn cho những cái đồng như là Bitcoin. Nhưng mà xấu đó là chúng ta lại tiếp tục thấy có một lực bán trên thị trường. Và thật ra đó, Thuận cũng không rõ lực bán đến từ đâu các bạn. Có phải là đến từ những người mà họ đang lưu trữ cái số tiền từ Mt. Gox, bây giờ họ quyết định là bán cũng có thể. Chúng ta chỉ không rõ, chúng ta chỉ biết là có một lực bán. Và cái lực bán này là xuất hiện ở thị trường Bitcoin các bạn và crypto nói chung, chứ không phải là trên những thị trường khác. Ngày hôm nay đây chúng ta nhìn thấy được là sau khi đóng cửa thì những chỉ số futures vẫn rất là tốt. Cả ba chỉ số futures stock hiện bây giờ là một màu xanh. Các bạn thấy được là chỉ số Nasdaq futures thì tăng 0.23% hiện tại. Và chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu đó thì ngày hôm nay không thay đổi nhiều các bạn. Cũng cỡ đó 78 đô cho một thùng dầu. Hợp đồng của vàng thì sao các bạn? Hợp đồng của vàng cũng không thay đổi nhiều. Ở mức bây giờ là 2.492 đô thì vẫn dưới 2.500 đô hiện tại. Nói chung vàng với lại dầu hôm nay đây thì không sự thay đổi nhiều. Bitcoin đây thì giảm một chút các bạn, altcoin thì giảm nhiều hơn, nhưng mà chứng khoán đó thì là rất là tốt. Và một trong những lý do tại vì chúng ta tiếp tục có những cái dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ tốt hồi sáng này. Chúng ta thấy được là thứ nhất là chi tiêu hàng tiêu dùng đã tăng mạnh trong tháng 7 khi mà doanh số bán lẻ tăng 1% các bạn, cao hơn nhiều so với dự đoán. Thứ hai là cái doanh số bán lẻ nâng cao đã tăng 1% so với tháng trước đó, cao hơn nhiều so với ước tính là 0.3%. Và cái số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đây là cái số lượng người mà họ mới thất nghiệp các bạn, là ở mức là 227.000, đã giảm 7.000 so với con số tuần trước đó và thấp hơn ước tính là 235.000. Thì những chỉ số này là gì các bạn? Thường chúng ta không có quan tâm đâu, tại vì thời điểm này nó khá là nhạy cảm. Chúng ta đang ở một cái thời điểm mà thị trường chờ đợi Fed giảm lãi suất vào tháng 9 này và mọi người đó đang xem những thông tin này để coi là tình hình kinh tế nó đang ở trạng thái như thế nào. Fed giảm lãi suất tháng 9 có quá muộn hay là không? Nếu chúng ta tiếp tục nhận thêm những cái chỉ số tốt về tình hình kinh tế cộng với lại phần trăm lạm phát tốt thì mọi người sẽ bớt lo lắng hơn về suy thoái tài chính. Chúng ta không biết được là suy thoái có xảy ra hay là không. Chúng ta chỉ có thể là nhìn từng dữ liệu một mà thôi các bạn. Và hy vọng là khi Fed giảm lãi suất thì chúng ta có thể tránh được suy thoái lần này. Trong vòng 20 năm qua đó, thì các bạn đã biết kết quả ra sao rồi. Sau khi mà Fed giảm lãi suất thì có suy thoái tài chính. Lần này ra Chủ tịch John Powell nói là lần này sẽ khác các bạn. Hy vọng là như vậy. Đó là cái hạ cánh mềm mà ông thường hay nói đến. Nói chung đó là trước đây chúng ta muốn thấy những cái chỉ số kinh tế tệ hơn, phần trăm lạm phát tệ hơn để Fed nghĩ đến giảm lãi suất các bạn. Cho nên chúng ta mới có một cái thời điểm khó hiểu. Tin tức tốt là tin tức xấu và tin tức xấu là tin tức tốt. Chúng ta lại vượt qua thời điểm đó rồi. Bây giờ ra hầu như tất cả đều có lòng tin là chúng ta sẽ có đợt giảm lãi suất vào tháng 9 này. Cái sự lo lắng bây giờ đó không phải là Fed có giảm lãi suất hay không, mà cái sự lo lắng bây giờ là có suy thoái tài chính hay là không. Cho nên bây giờ thị trường muốn thấy nhiều cái tin tức tốt, cho nên chúng ta mới thấy được là những tin tức tốt dẫn đến chứng khoán tiếp tục xanh. Còn về crypto thì sao các bạn? Như Thuận đã chia sẻ đó, chúng ta có những cái tin tức kinh tế rất là tốt, nhưng mà chúng ta đang chứng kiến một cái lực bán ở trong thị trường Bitcoin hiện bây giờ. Nhưng mà nhìn xa ra đó thì các bạn thấy được là cho dù chúng ta có những lực bán như thế này, chúng ta vẫn tiếp tục xoay quanh những cái mức như thế này các bạn. Cái này không phải là cái mức thấp nhất. Chúng ta chứng kiến trong vòng mấy tuần qua, cái mức thấp đó trong vòng mấy tuần qua là 49.000 đô các bạn. Khi mà mọi người hoảng loạn vào thứ hai, cái tây khoan chừng là một tuần đó, thì lúc đó mọi người hoảng loạn dẫn đến giá Bitcoin giảm xuống 49.000 đô. Ở mức 58.000 đô đó thường không nghĩ là có nhiều bạn hoảng loạn bây giờ đâu. Trên căn bản đó, những bạn mà đang ở trong thị trường hiện tại cũng đã ở trong thị trường này đã phần lớn là một thời gian rồi, chứ không phải là mới tới thị trường này đâu. Thuận đã từng chia sẻ với các bạn, cho dù chúng ta đã chứng kiến Bitcoin đạt cái đỉnh mới cách đây khoảng chừng vài tháng các bạn, hồi giữa tháng 3, nhưng mà nó lại không có sôi động như là năm 2020 các bạn. Khi chúng ta phá được cái đỉnh cũ lập đỉnh mới, khi chúng ta phá được 20.000 đô thì một phần đó có thể là tại vì chúng ta phá một cái mức tròn các bạn. 20.000 đô là một con số chẵn cho nên là nó có cái tầm ảnh hưởng lớn hơn về tâm lý. Thứ hai đó, tôi nghĩ là tại vì nhiều người chờ đợi một thời gian dài các bạn, và lần đó nó đi giống như là chúng ta chứng kiến những cái chu kỳ trước đó. Sau khi mà có Bitcoin hạ bình thường 8 tháng sau đó chúng ta mới phá đỉnh cũ là đỉnh mới. Năm nay đây nó khác một chút, tại vì chúng ta có Bitcoin Spot ETF, có một cái lực mua đã dẫn đến giá Bitcoin đã đi nhanh hơn là lịch sử các bạn, cho nên chúng ta mới có một cái đỉnh mới vào tháng 3 của năm nay, trong khi mà lúc đó chúng ta vẫn chưa có Bitcoin halving. Theo lịch thì sau Bitcoin halving cho đến cuối năm nay các bạn, tại vì 8 tháng là khoảng chừng tháng 12 của năm nay thì Bitcoin mới thật sự phá đỉnh cũ là đỉnh mới. Chúng ta chỉ đi trước lịch sử mà thôi, và điều này dẫn đến khi mà chúng ta không có tiếp tục tiến lên nữa, làm cho nhiều người chán nản các bạn. Nhưng mà bây giờ đang như thường nói, nếu nói là hoảng loạn nên thường không có cảm thấy thị trường còn hoảng loạn gì nữa các bạn, hay là chán nản đó thì cũng không đến nỗi nào đâu. Tôi nghĩ những người bây giờ đó đang trong thị trường này thì cái cảm giác đối Thuận nhìn chung đó là bực bội nhiều hơn là chán nản hay là hoảng loạn các bạn. Chỉ đơn giản là chúng ta tiếp tục thấy giá Bitcoin đó tăng cho lên tới mức là 60 mấy ngàn đô, thậm chí đến gần 70.000 đô, rồi lại bị đẩy cho xuống các bạn, rồi lại từ từ leo lên, rồi lại bị đẩy cho xuống trong vòng mấy tháng qua. Chúng ta đã chứng kiến hiện tượng này đã từ cái thời điểm là tháng 4 cho tới bây giờ rồi, thì có thể là nhiều bạn cảm thấy là bực mình, tại vì cứ chờ đợi. Mỗi lần chúng ta nghĩ là Bitcoin đang đột phá và lần này đã sẽ phá được 70.000 đô và lập đỉnh mới thì lại bị đẩy ngược cho xuống, và mọi người lại bắt đầu bực bội nữa các bạn. Nhưng mà đối với một số bạn thì đây là những cái cơ hội để có thể tiếp tục tích lũy, và chúng ta biết chắc chắn trong thời điểm này có rất nhiều tổ chức đầu tư đang tích lũy, có thể là không phải tích lũy Bitcoin trực tiếp nhưng mà họ tích lũy cổ phiếu của MicroStrategy, họ tích lũy cổ phiếu của những cái quỹ Bitcoin Spot ETF. Chúng ta cũng đã nói nhiều trong video ngày hôm qua rồi, hôm nay chúng ta có những cái thông tin mới hơn các bạn, tại vì chúng ta đang chứng kiến những công ty quản lý mà hơn 100 triệu họ phải công bố cái đơn gọi là 13F cho SEC, và trong đó liệt kê những cái mảng đầu tư mà họ đang đầu tư, cho nên chúng ta mới biết được những thông tin này. Tôi sẽ chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Nhưng mà bắt đầu từ một số những thông tin lớn đi, thì chúng ta thấy là cho dù những cái chỉ số kinh tế tốt, chúng ta vẫn đang chứng kiến nó có một cái đợt sa thải nhân viên các bạn, và không phải là chỉ riêng Cisco đâu. Cisco là cái công ty công nghệ và họ đã ra quyết định là sa thải 7% nhân viên các bạn. Cho dù là cái báo cáo doanh thu quý 2 của họ rất là tốt, nhưng mà họ đã có 3 cái quý liên tục doanh thu giảm các bạn, và đánh dấu lần đầu tiên sụt giảm doanh thu trong một năm tài chính đầy đủ kể từ năm 2020. Và không chỉ riêng là Cisco, chúng ta nhìn thấy được là có rất nhiều công ty khác. Chúng ta có Sonos cũng sa thải 6% nhân viên các bạn, Media Company sa thải 15% nhân viên, chúng ta có Dell cũng sa thải nhân viên, chúng ta có Intel, chúng ta có rất nhiều công ty khác như là Paramount Media chúng ta nói tới gần đây. Cái mà Thuận muốn các bạn nhận ra được là năm 2022 chúng ta có rất nhiều công ty sa thải nhân viên, lúc đó là Fed bắt đầu tăng lãi suất. Rồi năm 2023 đó hầu như ít nghe nói đến các bạn, nhưng mà tới năm 2024 trước khi mà Fed cắt giảm lãi suất, chúng ta lại một lần nữa thấy nhiều công ty sa thải nhân viên. Thì cái đợt năm 2022 đây chúng ta cũng đã nói là lý do tại sao có nhiều công ty sa thải nhân viên, tại vì họ chuẩn bị lỡ như mà có suy thoái tài chính khi mà Fed tăng lãi suất. Nhưng mà cuối cùng năm 2023 là một năm rất là tốt cho chứng khoán các bạn, và một trong lý do dẫn đến chứng khoán tăng trưởng mạnh là tại vì những công ty này họ đã sa thải nhân viên, họ có ít chi phí hơn, cho nên chúng ta mới thấy được là cái lợi nhuận của họ đã tăng lên. Các bạn thấy được là tại vì những công ty họ chuẩn bị cho suy thoái tài chính, dẫn đến là không có suy thoái tài chính thì cái lợi nhuận công ty lại tăng lên, tại vì cái chi tiêu ít hơn. Lần này đó không biết như thế nào các bạn, không biết là những công ty này họ sa thải nhân viên để mà giảm chi tiêu, tại vì họ lo sợ suy thoái tài chính, hay là những công ty này đã gặp vấn đề rồi cho nên họ mới sa thải nhân viên. Các bạn thấy được là những công ty khi mà họ sa thải nhân viên thì họ luôn có những cái thông báo cho công chúng một cách rất là mơ hồ các bạn. Chủ yếu họ nói là họ muốn cắt giảm chi tiêu của công ty để cho công ty hoạt động hiệu quả hơn. Chỉ nói chung chung như vậy mà thôi các bạn, cho nên chúng ta thực sự không biết được là bên trong như thế nào. Cho nên hiện bây giờ đó, chúng ta nói tới thị trường tài chính nói chung thì mọi người đang xem từng thông tin một liên quan đến tình hình kinh tế Hoa Kỳ các bạn. Đó là lý do tại sao chúng ta quan tâm nhiều hơn về những cái chỉ số mà trước đây chúng ta không quan tâm đến. Trước đây chúng ta chủ yếu chỉ quan tâm đến phần trăm thất nghiệp và phần trăm lạm phát CPI mà thôi. Và ngay bây giờ đó, phần trăm Fed giảm lãi suất cho tháng 9 vẫn là 100% các bạn, không có phần trăm nào trên CME. Hiện bây giờ nghiêng về là giữ nguyên lãi suất hết, toàn bộ là nghiêng về Fed giảm lãi suất. Nhưng mà các bạn nhìn thấy đã có một cái sự thay đổi là 72.5% nghiêng về là Fed sẽ chỉ giảm có 0.25% mà thôi. Thay vì cái đây một tuần đó, khi mà mọi người hoảng loạn thì họ nghĩ là Fed cần phải giảm 0.5%. Nhưng mà với những cái tin tức về kinh tế nó đã lạc quan hơn, ít ra trong vòng mấy ngày qua, thì hiện bây giờ đã phần lớn nghiêng về là chỉ giảm 0.25% mà thôi. Chúng ta có 27.5% là nghiêng về Fed sẽ giảm 0.5%. Đó là cái tình hình và tâm lý chung của thị trường tài chính các bạn. Còn về crypto đó, Thuận có một số thông tin Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà trước hết đó, chúng ta cũng nhìn thấy được là về Ethereum thì bà Vitalik ngày hôm qua cũng đã gửi 200 Ether các bạn, nghĩa là khoảng hơn 500.000 đô lên sàn Kraken. Nói chung là có bạn gái tốn kém quá các bạn. Trước đây đó, thì mỗi lần mà bà Vitalik gửi Ethereum lên trên sàn thì bà Vitalik luôn nói là gửi lên để làm từ thiện. Lần này đó thì chưa thấy nói gì các bạn, nhưng mà gần đây có nhiều tin đồn là bà Vitalik đã có bạn gái mới rồi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói thêm những cái tin tức liên quan đến crypto, có một cái video ngắn Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Đây là một cái đề tài Thuận đã từng chia sẻ nhiều lần với các bạn rồi, liên quan đến lạm phát. Tại vì vẫn có rất nhiều câu hỏi trên những mạng xã hội. Thuận thấy là khi chúng ta nói tới phần trăm lạm phát đã tốt hơn, đã giảm xuống, nhưng mà tại sao mà giá không giảm xuống? Lý do là tại vì chúng ta đang nói tới là phần trăm lạm phát tăng trưởng giảm xuống chứ không phải là giảm phát. Và cái video này đó, nó rất là ngắn nhưng mà Thuận nghĩ nó sẽ giải thích rõ ràng hơn để Thuận chia sẻ để các bạn nắm bắt được. That's the cost of living crisis. Suddenly we went up from prices being around there to prices being there. And you don't really see that in this data, okay? Because inflation is really just measuring the difference between that and that. And if you look at those two lines, you're talking about a 2.3% change. That's the number we're talking about today. But for a lot of people, it's not about that. It's about the difference between this and that. And when you look at the difference between this and that, that's 20%. And I think that's the dichotomy here between these inflation numbers where it looks normal and this, which is really not normal at all. Hy vọng là cái clip ngắn này đã cho các bạn có cái sự hiểu biết rõ ràng hơn về tại sao mà giá cả vẫn tăng cao, cho dù là những ngân hàng trung ương đó họ cứ nói là phần trăm lạm phát để giảm xuống, để giảm xuống. Trên căn bản đó, chúng ta chỉ nói đến là cái sự tăng trưởng đã đi vào cái khuôn khổ ổn định hơn một chút mà thôi, chứ còn giá đã tăng rồi các bạn. Và các bạn nhìn xung quanh đi, những tài sản như là chúng ta nói tới, ngay cả Bitcoin, ngay cả vàng, ngay cả chứng khoán, ngay cả bất động sản đều đã có cái sự tăng trưởng trong vòng mấy năm qua rồi. Cho dù chúng ta nhìn ngày này qua ngày nọ đó, nhưng ngày hôm nay thì làm cho nhiều bạn cũng cảm thấy buồn một chút, tại vì giá Bitcoin đó không có tăng cùng chứng khoán. Nhưng mà nhìn xa hơn thì các bạn thấy được giá Bitcoin vẫn tăng từ đầu năm cho tới bây giờ, vẫn tăng một năm qua và 4 năm qua đã tăng rất là nhiều rồi. Và lý do tại sao là tại vì tiền cứ được in ra các bạn. Chúng ta có thể nói tới có suy thoái hay không, đây là một cái đề tài mà chúng ta đã nói nhiều trên kênh này rồi, cho nên tôi sẽ không có lặp lại trong video này. Có thể hiểu là sẽ có suy thoái tài chính, đó là một cái vòng tuần hoàn ở trong nền kinh tế các bạn. Nền kinh tế đó thì có chu kỳ, có lúc là chúng ta thấy dòng tiền được thả lỏng, có lúc chúng ta thấy dòng tiền bị siết chặt, và chúng ta có cái thời điểm tăng trưởng mạnh, chúng ta có cái thời điểm suy thoái. Đó là một điều rất là bình thường mà thôi. Suy thoái đến rồi suy thoái sẽ đi các bạn. Nó làm ảnh hưởng đến giá cả trong thời gian ngắn khi chúng ta nói tới đầu tư. Đương nhiên đối với những bạn nào mà đi kiếm việc làm đó, thì khi có suy thoái sẽ khó khăn hơn. Đối với những bạn nào mà mất việc làm đó, thì đương nhiên cuộc sống sẽ khó khăn hơn trong thời điểm đó. Nhưng mà về mặt đầu tư tài sản đó, thì suy thoái sẽ khiến cho tài sản có thể giảm giá trong ngắn hạn, nhưng mà zoom ra dài hạn thì các bạn thấy được là suy thoái đến rồi suy thoái đi, những tài sản rồi lại hồi phục rồi tăng cái mức cao mới. Cũng như chúng ta đã từng nhìn thấy khủng hoảng .com năm 2000, cũng như chúng ta nhìn thấy khủng hoảng tài chính năm 2008. Và cái mấu chốt chính là lạm phát các bạn. Và như Thuận vừa nói đó, trong thời gian tới đây Thuận không thấy có gì thay đổi hết. Hôm nay đó chúng ta có những cái thông tin như là Phó Tổng thống Kamala Harris thì bà sẽ đến North Carolina ngày mai các bạn. Đây là một tiểu bang ở Hoa Kỳ và bà sẽ đưa ra một cái chiến lược, đó chính là sẽ hỗ trợ những người mua nhà ở Hoa Kỳ các bạn. Thì giá nhà bây giờ rất là cao các bạn, mà chúng ta cũng thấy được là phần trăm lãi suất để mà vay mượn để mua nhà cũng rất là cao, khiến cho nhà khi chúng ta nói tới là người ta có thể mua được nhà, nó đang ở cái mức thấp nhất ở trong lịch sử của Hoa Kỳ. Và bà sẽ hứa hẹn ngày mai là sẽ cho 25.000 đô để hỗ trợ những người nào mà mới mua nhà lần đầu tiên, và sẽ có thêm nhiều cái lợi ích khác khi mà một ai đó muốn mua nhà để hỗ trợ người ta có thể mua nhà được trong cái thời điểm này. Và thêm vào đó thì các bạn thấy được là Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đã đưa ra một cái chiến lược là bà sẽ có một cái luật. Cái luật này là sẽ cấm những cái công ty, những cái tập đoàn đó có thể tăng giá một cách là quá mức các bạn. Có nghĩa là quản lý giá của những mặt hàng. Thì mới nghe có vẻ như là nó rất là tốt các bạn, nhưng mà thật ra tới cuối cùng đó, kết quả cũng là in tiền mà thôi. Đừng chia sẻ thêm để các bạn hiểu. Trước hết đó, chúng ta hãy nói tới cái vấn đề liên quan đến quản lý giá cả. Có nghĩa là bà sẽ đưa ra những cái quy định giống như chúng ta nói tới là thức ăn hay là gas hay là năng lượng hay gì đó, thì mỗi năm nó chỉ được tăng bao nhiêu phần trăm mà thôi. Và những công ty đó họ không có thể là lợi dụng cái lúc mà mọi người cần cái mặt hàng đó, giống như là thời kỳ dịch bệnh rồi tăng mặt hàng đó lên tại vì nhu cầu tăng cao. Có nghĩa là quản lý giá cả ở Hoa Kỳ này thì nghe có vẻ như là hợp lý các bạn, nhưng mà sự thật đó nó không có hoạt động như là các bạn nghĩ đâu. Tại vì Thuận đó là một người mà đang cho mướn nhà hiện bây giờ, và Thuận có thể nói với các bạn là ở Cali và ở rất nhiều tiểu bang các bạn, mà rất nhiều thành phố đó thì có một cái gọi là rent control, có nghĩa là các bạn phải đi theo cái quy định mướn nhà ở những cái thành phố đó. Chúng ta lấy một cái ví dụ là 5% đi, thì có nghĩa là ở thành phố đó họ nói là mỗi năm các bạn là chủ nhà, các bạn chỉ có thể tăng tiền mướn nhà tối đa là 5% mà thôi. Tại vì nếu như mà các bạn tăng nhiều quá sẽ khiến cho cái người mà đang mướn nhà họ không thể xoay sở được. Tại vì các bạn tăng vì một lý do của các bạn, nhưng mà có thể là lương của họ cũng không có tăng, làm sao mà họ có thể trả thêm được. Giả sử như là họ đang mướn nhà các bạn là 3.000, 4.000 một tháng gì đó, tự nhiên các bạn tăng lên 6.000 một tháng thì có thể khiến cho họ không có nhà ở. Cho nên để có thể quản lý thì họ nói là luật là cho phép tăng 5% thôi. Chúng ta lấy 5% làm ví dụ, thì nhiều cái thành phố là họ sẽ có cái phần trăm là 5%. Thì nếu như mà các bạn nhìn về một khía cạnh đó, thì nó tốt cho người mướn nhà. Nhưng mà sự thật đó, nó không hoạt động như vậy các bạn. Nó sẽ khiến cho là chủ nhà họ sẽ luôn tăng giá nhà mỗi một năm, mỗi khi mà hợp đồng đã kết thúc đó họ sẽ ký hợp đồng mới và họ sẽ tăng giá nhà ngay lập tức. Cho dù là cái người mướn nhà đó rất là tốt, trả tiền đúng hẹn, ở sạch sẽ, nhưng mà vì lý do có những cái quy định này cho nên chủ nhà để bảo vệ bản thân của mình họ phải tăng. Tại vì nếu như mà đến một lúc nào đó chúng ta nhìn thấy được là cái giá nhà tăng nhanh trong vòng 4 năm qua, thì nếu như họ không tăng 5% mỗi năm thì họ không thể tăng được các bạn. Cho dù là cái căn nhà đó họ cho mướn với cái mức giá bây giờ đã quá thấp so với giá thị trường, nhưng mà họ không có tăng lên bằng giá thị trường được. Tại vì mỗi năm họ chỉ tăng được cái 5% mà thôi, và để bảo vệ đây thì họ phải tăng liên tục để có thể là đồng bộ được với giá trên thị trường. Và điều này lại khiến cho cái người mướn nhà đó bị thiệt thòi các bạn. Cái người mà cái quy định này lập ra để bảo vệ thì cái quy định này lại là quy định mà làm tổn thương họ. Và các bạn cũng có thể nghe những cái câu chuyện nó rất là khó hiểu ở Hoa Kỳ, giống như là một ai đó muốn cái người mà mướn nhà của mình dọn ra, có nghĩa là không ký hợp đồng mới với họ, nói là họ phải dọn ra và sau đó là lại cho người khác mướn. Thì các bạn cũng sẽ nghĩ là ủa tại sao kỳ như vậy, tại sao mà chủ nhà lại không cho người đó tiếp tục mướn trong khi người đó nó có thể là chấp nhận trả cái giá tiền bằng thị trường. Cái vấn đề chính là những quy định này các bạn, tại vì chủ nhà không thể chấp nhận cái mức đó được. Tại vì không thể tăng nhiều như vậy. Và cách duy nhất là cái người mướn nhà đó phải dọn ra rồi cho người mướn nhà khác vào hợp đồng mới thì sẽ bắt đầu với cái giá thị trường. Đó là những lý do đó các bạn. Cho nên những cái quy định này đó mới nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng mà nó đều có tác dụng phụ các bạn, có những cái phản ứng tiêu cực. Khi mà chúng ta áp dụng những cái quy định này thì các bạn có nghĩ là nếu như mà cái quy định này áp dụng cho những cái mặt hàng hay là những cái dịch vụ thì sẽ như thế nào các bạn? Những dịch vụ đó cũng sẽ tăng giá liên tục. Có thể là trước đây đó giống như là khoảng chừng vài năm họ mới tăng giá một lần, khi mà họ cảm thấy là họ không có chịu được với cái giá hiện tại nữa họ sẽ tăng giá. Nhưng mà bây giờ với cái những quy định quản lý như thế này họ sẽ phải tăng giá liên tục các bạn, và người thiệt thòi cũng là người tiêu dùng mà thôi. Có phải là có những công ty họ lợi dụng những cái thời điểm người ta cần cái mặt hàng đó rồi họ tăng giá lên hay không thì cũng có các bạn, nhưng mà Thuận không nghĩ đó là cái lý do dẫn đến lạm phát ngày hôm nay đâu. Lạm phát ngày hôm nay dẫn đến chính là vì chúng ta có chi tiêu quá mức ở chính phủ các bạn, dẫn đến là thâm hụt ngân sách, dẫn đến là phải in tiền để mà bù vào và dẫn đến phần trăm lạm phát như là ngày hôm nay. Đó mới là mấu chốt các bạn, chứ không phải là tại vì những công ty họ cứ tăng giá một cách vô tội vạ dẫn đến lạm phát đâu. Nhưng mà đó sẽ không phải là điều mà chúng ta nghe Fed chia sẻ hay là đến từ Phó Tổng thống Kamala Harris. Họ sẽ luôn phủ nhận cái sự thật đó, cho nên chúng ta mới thấy họ đưa ra những chiến lược như thế này để nói là không phải lỗi tại chính phủ chi tiêu nhiều, mà tại những công ty này họ muốn kiếm tiền nhiều, họ là những công ty ích kỷ cho nên mới dẫn đến lạm phát. Đó là điều mà họ muốn truyền đạt đến cho người dân các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là về việc là cung cấp cho những người mà mua nhà 25.000 đô để có thể hỗ trợ họ mua nhà thì có thể dẫn đến giá nhà lại tăng các bạn. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì nữa là các bạn cứ thấy những cái sự hứa hẹn như vậy, và chúng ta cũng thấy là cả hai bên luôn, không có nói riêng về Phó Tổng thống Kamala Harris mà chúng ta nói đến là ngay cả cựu Tổng thống Donald Trump đã hứa hẹn là giảm thuế rất là nhiều các bạn, và cả hai người đều hứa là sẽ không có đánh thuế tiền tiếp, có nghĩa là cái tiền bo đó sẽ không đánh thuế nếu như mà được chọn làm tổng thống kế tiếp của Hoa Kỳ. Nhưng mà các bạn nên nhớ là hiện bây giờ Hoa Kỳ vẫn đang có nợ rất là nhiều. Chúng ta nhìn thấy được là nợ của Hoa Kỳ đang ở mức là hơn 35.000 tỷ, có nghĩa là thu nhập của chính phủ Hoa Kỳ không đủ để mà chi tiêu các bạn, dẫn đến thâm hụt ngân sách, cho nên ta mới có cái nợ công lớn như thế này. Và Hoa Kỳ là quốc gia có nợ công lớn nhất các bạn, không phải là quốc gia duy nhất có nợ công. Đương nhiên chúng ta thấy được là kế đó là Trung Quốc, rồi chúng ta có nhiều quốc gia khác, nhưng mà Hoa Kỳ là quốc gia có nợ công nhiều nhất. Và lý do tại sao? Tại vì chi tiêu quá nhiều. Và các bạn thấy là liên quan đến những cuộc bầu cử đó thì cả hai bên đều sẽ chỉ tay với nhau và nói là tại vì chính quyền này chi tiêu nhiều, tại vì chính quyền kia chi tiêu nhiều. Nhưng mà sự thật đó, cả hai đảng đều chi tiêu rất là nhiều các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là thời của chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, chúng ta nhìn thấy được là chi tiêu đó lên tới 8.4 nghìn tỷ. Thời của Tổng thống Biden bây giờ thì chi tiêu là 4.3 nghìn tỷ. Nhưng mà các bạn cũng thấy được là một trong những cái yếu tố dẫn đến tại sao mà thời của chính quyền Trump chi tiêu nhiều là tại vì có dịch bệnh các bạn. Lúc đó có rất là nhiều những cái gói hỗ trợ, và đến thời Biden cũng có gói hỗ trợ nhưng mà nó ít hơn. Cái mà tôi muốn chỉ ra cho các bạn là về mặt chính trị đó thì hai bên sẽ chỉ tay lẫn nhau và nói là tại vì bên kia chi tiêu nhiều, tại bên đây chi tiêu nhiều. Nhưng mà trên căn bản đó, cả hai đảng đều chi tiêu rất là nhiều các bạn trong vòng bao nhiêu năm qua, chứ không phải là một sớm một chiều đâu. Các bạn nhìn thấy được là để có cái nợ công kinh khủng như vậy, không phải là một chính quyền hay là hai chính quyền, mà đây là một cái nợ công đã có từ trước đó rồi, nó cứ đôn lên. Và khi có những cái sự kiện mà không kiểm soát được như là dịch bệnh hay là chúng ta nói tới suy thoái tài chính năm 2008 đó, thì nợ công lại tăng vọt lên các bạn. Tại vì bình thường đã không đủ tiền thuế để mà chi tiêu, bây giờ đó lại phải chi tiêu nhiều hơn nữa. Thì như thế nào các bạn? Dẫn đến là tiền là phải in ra rất là nhiều. Đó mới chính là cái vấn đề mà tại sao chúng ta nhìn thấy là tài sản tăng giá. Ngắn hạn chúng ta có thể nói là có suy thoái hay không, thì đương nhiên có suy thoái sẽ về mặt tài sản, như thường nói sẽ ảnh hưởng đến tài sản giảm giá. Đó là điều hiển nhiên rồi các bạn. Nhưng mà zoom ra các bạn mới thấy được là sau những đợt suy thoái thì sao các bạn? Nó chỉ khiến cho Fed giảm lãi suất nhanh hơn mà thôi, và suy thoái đến rồi để đi, những tài sản lại tăng giá. Lý do là tại vì cái cốt lõi không có được giải quyết các bạn. Chính phủ vẫn sẽ tiếp tục thâm hụt. Và nhìn vào những cái lời hứa hẹn ngày hôm nay, các bạn thấy được là ai cũng hứa hẹn, nhưng mà tiền từ đâu ra thì không ai nói hết các bạn. Đó là điều tôi muốn chia sẻ phần này của video. Và chúng ta cũng thấy một cái bài được chia sẻ bởi Bitcoin News. Chúng ta nhìn thấy là Big Mac. Big Mac đó là cái bánh các bạn mua ở McDonald's. Thì các bạn nhìn thấy được là trước đây năm 1980 đó là chỉ 50 cent mà thôi. Và không những như vậy, cái Big Mac năm 1980 đó lớn hơn bây giờ rất là nhiều. Bây giờ cái bánh nó nhỏ hơn mà nó tới 8 đô la các bạn. Cái bánh nhỏ hơn và nó mắc hơn rất là nhiều. Thì có thể các bạn nói là 1980 đó, lúc đó là mình chưa ra đời nữa, Thuận cũng chưa ra đời luôn các bạn, thì có phải là quá xa xôi hay không? Thì cứ nói lúc mà Thuận làm ở McDonald's các bạn, lúc mà Thuận còn học high school đó, lúc đó là bắt đầu là lớp 10 hay 11 gì đó. Lúc mà Thuận làm McDonald's năm 1999 các bạn, lúc đó thì một cái bánh hamburger ở McDonald's chỉ có 25 cent mà thôi các bạn. Cái cheeseburger lúc đó chỉ có 35 cent. Có nghĩa là không tới 1 đô la, 1 đô la 100 cent. Thì bây giờ đâu có giá đó đâu. Thì các bạn có thấy được là bây giờ đó cái thực phẩm nó đã tăng giá kinh khủng như thế nào rồi. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua để mà nói tới nhu cầu thu mua Bitcoin Spot ETF các bạn. Tại vì nó liên quan đến cái tình thì bây giờ. Cho dù chúng ta nhìn thấy được là giá của Bitcoin thì nó hầu như là cứ tăng lên rồi bị đẩy xuống, tăng lên đẩy xuống. Chúng ta thấy được là giá đó thì nó cứ xoay quanh 50 mấy, 60 mấy trong vòng mấy tháng qua luôn. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là trong vòng mấy tháng qua, cho dù là có một số bạn chán nản hay là phẫn nộ hay là không được vui hay là hoảng loạn, tùy theo thời điểm và tùy theo người đó là ai. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy có một cái liên tục không thay đổi, đó chính là sự tích lũy đến từ những quỹ đầu tư. Các bạn có thể nhìn thấy Thuận chia sẻ ngày hôm qua những cái công ty đang lưu trữ như thế nào rồi, và hôm nay đã có cái thống kê nó rõ ràng hơn các bạn. Top 10 tổ chức sở hữu BlackRock Bitcoin ETF, nghĩa là cái quỹ IBIT, đã mua thêm cổ phiếu Bitcoin ETF trong quý 2. Bắt đầu từ quý 1 đã có Bitcoin Spot ETF rồi, quý 2 ra bây giờ công bố họ đã nói là họ nắm giữ vị thế nhiều hơn 16% so với quý 1 các bạn. Nhu cầu lưu trữ Bitcoin Spot ETF càng ngày càng cao lên. Cho dù giá cả nó không như mong muốn, nhưng mà các bạn thấy được là họ vẫn tiếp tục tích lũy và tích lũy và tích lũy. Và tại sao những cái công ty này tích lũy bây giờ? Tại vì họ không tiếp cận được chỉ là Bitcoin các bạn. Có rất nhiều những cái quy định trong thị trường chứng khoán, không phải công ty nào cũng có thể là mua Bitcoin được. Cho nên bây giờ có Bitcoin Spot ETF, tích lũy dễ dàng hơn, và đương nhiên không cần phải lo lắng về việc lưu trữ như thế nào, không cần phải lo lắng về việc thuế hay là giấy tờ thuế như thế nào, tại vì nó sẽ giống như một cổ phiếu mà thôi. Và chúng ta cũng thấy được là Bloomberg tính tổng cộng đã có 701 quỹ mới có Bitcoin Spot ETF, 701 quỹ mới các bạn đã có Bitcoin Spot ETF trong quý 2 so với quý 1. Và chúng ta cũng thấy được là những cái tổ chức đầu tư vào Bitcoin Spot ETF đó, thì có rất nhiều những công ty lớn. Chúng ta nhìn thấy được chúng ta có Goldman Sachs các bạn. Goldman Sachs là một trong những cái công ty mà luôn có sự hoài nghi về Bitcoin. Bây giờ họ là một trong những công ty mà lưu trữ rất nhiều Bitcoin Spot ETF. Chúng ta có nhiều những cái quỹ khác mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra được tên, giống như là Tudor Investment. Nhưng mà Thuận chia sẻ một cái clip ngắn này để các bạn có thể thấy được là tình hình của Bitcoin Spot ETF, nhu cầu của phố Wall lưu trữ Bitcoin như thế nào. Để Thuận chia sẻ cái clip này rồi chúng sẽ nói tiếp. Bitcoin on pace for a negative quarter, but interest continues to grow across Wall Street when it comes to Bitcoin ETFs. Let's get to Mackenzie Sagalos with that story. Hi, Mac. Hey, Contessa. So that 13F deadline on Wednesday gave us a read on which banks and hedge funds took a position in the new spot Bitcoin ETFs in the second quarter. Goldman Sachs in particular went big in Q2, lifting its holdings to over $418 million, up from zero exposure in Q1. Now, most of that is coming from the 7 million shares that it holds in BlackRock's ETF. Morgan Stanley actually trimmed its Bitcoin ETF holdings to around $189 million and swapped out its Grayscale shares for BlackRock's offering. HSBC has nearly $3.6 million worth of spot Bitcoin holdings, and Bank of America has $5.3 million in these products. UBS and JP Morgan both took on minimal stakes. Now, it's worth noting that most of these banks are likely just snapping up crypto for their clients, not their own balance sheets. And then you've got hedge funds like Millennium Management, which are some of the biggest buyers. It's a single largest holder of shares in BlackRock's Bitcoin ETF. Recent filings also showed that Point72 Asset Management, Elliott, Apollo, Citadel, Jane Street, and the Michigan retirement system have all got spot Bitcoin products in their portfolio. Cái các bạn có thể nhìn ra được là giá thì không như mong muốn trong thời gian gần đây, nhưng mà sự tích lũy đến từ những tổ chức thì vẫn tiếp tục các bạn. Và nhất là những lúc mà các bạn có thể nghĩ là những cái nhà đầu tư phố Wall họ bỏ chạy, nhưng mà không phải các bạn, họ tiếp tục tích lũy. Và chúng ta cũng có thể thấy được là Bitcoin Spot ETF thì cái dòng tiền rất là tốt. Gần đây nếu nói là có cái sự lo lắng hay là bán thì không có đâu các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là những ngày mà có dòng tiền âm chủ yếu là đến từ Grayscale, họ vẫn còn có số lượng Bitcoin Ether họ bán, chứ còn những quỹ khác chúng ta nhìn thấy được là không có bất cứ dấu hiệu gì là hoảng loạn bán hết. Và một là họ không muốn tích lũy thêm, còn hai là chúng ta thấy được là họ tích lũy nhưng mà cái số không đáng kể. Chúng ta thấy một trong những quỹ mà liên tục tích lũy đó chính là BlackRock. Ngày hôm nay thì kết thúc chúng ta có Bitcoin ETF là dương 11.1 triệu, trong đó chúng ta có Fidelity thu vào 16.2 triệu. Cái quỹ Grayscale Mini, cái quỹ mà có phí thấp hơn đã được duyệt gần đây, thu vào 13.7 triệu. Chúng ta có Bitwise thu vào 6.2, nhưng mà Grayscale thì có dòng tiền ra là 25 triệu. Chúng ta nhìn thấy được Ethereum thì chúng ta có quỹ Fidelity thu vào là 2.5 triệu. BlackRock hôm nay thì yếu các bạn, thu vào 0.1 triệu. 0.8 triệu mà thôi, nghĩa là 800 ngàn. Rồi chúng ta có Grayscale bán 42.5 triệu, dẫn đến chúng ta có dòng tiền âm là 39.2. Một ngày mà tình hình giá nó không được như mong muốn thì chúng ta cũng thấy là cái dòng tiền từ ETF cũng không tệ các bạn, mà thậm chí vẫn có dòng tiền dương cho dù không nhiều cho Bitcoin. Và chúng ta nhìn vào phần trăm Bitcoin có lời thì hiện bây giờ như thế nào các bạn, thì ngay cái mức là 57.619 chúng ta đang có phần trăm có lời là 74.48%. Và khi chúng ta zoom ra để xem coi là tương đương với cái mức này. Trước đây đó là giá Bitcoin bao nhiêu các bạn, thì tương đương với cái mức là 74% chúng ta phải trả trở về hồi tháng 10 năm 2023. Lúc đó chúng ta cũng ở cái mức là phần trăm có lời của Bitcoin là khoảng 72%, nhưng mà lúc đó giá chỉ có 28% mà thôi. Thì khi các bạn nhìn vào góc cạnh này đó, cho dù ngay bây giờ giá là 57.000 đô, 58.000 đô, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là tương đương với phần trăm có lời như vậy khi xưa chỉ là 28.000 đô mà thôi. Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy là khi mà có nhiều người có lời đó, khả năng chốt lời càng cao. Bây giờ khoảng cách đó nó đã trở về cái mức là khoảng 28.000 đô trước đây, nhưng mà giá bây giờ đã cao hơn xưa nhiều rồi. Và khi chúng ta có sự hồi phục trở lại đó thì khoảng cách đó sẽ cho chúng ta có một cái sự tăng trưởng tốt hơn. Đó là nhìn về cái mặt tích cực các bạn. Và chúng ta cũng có một cái thông tin là SEC đã phê duyệt quỹ MicroStrategy ETF Long đòn bẩy đầu tiên. Thì đây là một cái quỹ mà cho phép những nhà đầu tư có thể là long MicroStrategy đòn bẩy các bạn. Thì có quỹ short hay không? Theo thường biết là cũng sẽ có quỹ short, nhưng mà hiện bây giờ chưa có được thông qua. Thì đây là một cái quỹ dành cho những người nào mà trade mà thôi, chứ không phải là lưu trữ dài hạn. Tại vì lưu trữ dài hạn các bạn có thể mua cổ phiếu MicroStrategy trực tiếp. Và chúng ta cũng thấy được là ngày hôm qua đó đã có một cái cuộc họp Crypto for Harris đã diễn ra các bạn. Và đây là cuộc họp của đảng viên đảng Dân Chủ ủng hộ crypto, thảo luận về việc nỗ lực thuyết phục Phó Tổng thống Kamala Harris ủng hộ crypto. Và chúng ta có những điểm nổi bật ngày hôm qua. Hôm qua đó chúng ta có sự hiện diện của Thượng nghị sĩ Chuck Schumer các bạn. Và thật ra đó ông là một trong những người rất có trọng lượng của đảng Dân Chủ các bạn. Ông là lãnh đạo thượng viện của đảng Dân Chủ. Thì cái sự xuất hiện của ông đó cũng khiến cho nhiều người có lòng tin hơn. Đây không phải là một cái nhóm nhỏ nào đó của một số người họ thích Bitcoin, mà ít ra cũng có sự xuất hiện của những nhân vật lớn trong đảng Dân Chủ các bạn. Và chúng ta cũng thấy được là có hai điều được nói đến. Thứ nhất là Thượng nghị sĩ Chuck Schumer nói là Quốc hội đó hoàn toàn có thể thông qua luật ủng hộ crypto vào năm nay, nhấn mạnh sự cần thiết phải ủng hộ crypto để mà ngăn ngành crypto chuyển ra nước ngoài. Ông ủng hộ chiến lược quản lý cân bằng, áp dụng chiến lược tương tự như là AI nhằm thúc đẩy sự đổi mới, đồng thời cung cấp những cái biện pháp bảo vệ. Thường chia sẻ cái clip ngắn này với các bạn. Và cái clip này đó Thuận cũng đã dùng AI để có thể lồng tiếng vào. Thì có thể là nghe hơi mắc cười một chút các bạn, tại vì cái tiếng AI đó thì nghe nó giống như là robot. Nhưng mà ngược lại đó thì một số bạn nói là nó cũng giúp đỡ được, tại vì nhiều bạn đó thì chỉ nghe âm thanh mà thôi. Cho nên những cái lúc như thế này đó thì không biết là đang nói gì. Để Thuận chia sẻ cái clip ngắn này rồi chúng ta nói tiếp. 1 phút thôi các bạn. Tôi có mặt ở đây hôm nay vì điều này rất quan trọng, và đó là lý do tại sao tôi dành thời gian. Tất nhiên, tiền điện tử đã tồn tại hơn 10 năm và ngày càng trở nên ảnh hưởng hơn, vượt qua mọi dự đoán từ nhiều năm trước. Như Marx đã nói, nó không phải chỉ dành cho giới tinh hoa. Khoảng 20% người Mỹ sử dụng những tài sản này và con số này sẽ tiếp tục tăng về mặt quy mô và phạm vi. Quốc hội có nhiệm vụ tạo ra sự hiểu biết chung cùng với các quy định hợp lý về tiền điện tử, và chúng tôi cần các bạn hỗ trợ để đảm bảo rằng bất kỳ đề xuất nào cũng phải mang tính lưỡng đảng. Đây là cách duy nhất chúng ta có thể đạt được kết quả. Mục tiêu cuối cùng của tôi đối với quy định về tiền điện tử là như vậy. Tôi muốn tập hợp các thành viên ở cả hai bên tại Thượng viện lại với nhau, tạo động lực để chúng ta có thể thông qua luật hợp lý giúp Hoa Kỳ duy trì vị thế là quốc gia đổi mới nhất trên thế giới. Mục tiêu của tôi là thuyết phục Thượng viện thông qua điều gì đó và biến nó thành luật trước khi năm nay kết thúc, và tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được. Tôi nghĩ chúng ta nên cân bằng giữa tiền điện tử, giữa việc thúc đẩy đổi mới và cung cấp các rào cản hợp lý. Đó là cái sự chia sẻ đến từ Chuck Schumer các bạn. Nói chung thì mọi người cũng đã có lòng tin một chút các bạn, là ít ra cũng có những cái người có tiếng nói trong đảng đã xuất hiện, nhưng mà vẫn không thấy bất cứ thông tin gì liên quan tới Kamala Harris hết. Và dân biểu đó Darren Sodol và khối nghị viện blockchain đã kêu gọi bà Harris nên làm 3 điều để có thể chứng minh là mình ủng hộ crypto. Thứ nhất là bãi bỏ và cải cách quy định kế toán SAP 121 của SEC. Đây là cái quy định về kế toán mà khiến cho những ngân hàng họ không thể tiếp cận được với thị trường crypto này các bạn. Thứ nhì đó là thông qua dự luật khuôn khổ crypto FIT21. Đây là cái quy định về khuôn khổ pháp lý của crypto đã được thông qua ở Hạ viện, bây giờ cần phải thông qua Thượng viện. Và cuối cùng là nhận thức được tầm quan trọng của crypto, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán. Và cái nhóm này cho rằng là Harris là một cái trang giấy trắng khi nói đến chính sách crypto, không giống như Tổng thống Biden, vì những chính sách kinh tế của Tổng thống Biden đã bị ảnh hưởng bởi Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, là một người mà có quan điểm rất là anti-crypto, cho nên họ có lòng tin là Phó Tổng thống Kamala Harris có thể bắt đầu lại từ đầu với cái ngành này. thì đương nhiên đó, có rất nhiều người cũng vẫn hoài nghi các bạn, nhất là những người của đảng bên kia, giống như là thượng nghị sĩ Lummis, thì bà là người của đảng bên kia, bà là một trong người mà rất ủng hộ Bitcoin và crypto trong vòng 30 năm qua, và bà nói là đừng tin họ. Và đương nhiên thị trường này đã có quyền hoài nghi với lại cái chính sách của Phó Tổng thống Kamala Harris, tại vì đến bây giờ bà vẫn chưa nói gì về crypto hết. Và điều này đã khiến cho nhiều người có thể nghĩ là bà không có quan tâm crypto. Nhưng mà tôi nghĩ là chúng ta cũng chưa nên kết luận dội dàng đâu. Tại vì có một điều mà nhiều người hay hỏi trong thời gian gần đây là chúng ta nghe nói những cái chiến lược liên quan đến kinh tế của cựu Tổng thống Donald Trump, hay là những cái chiến lược của Phó Tổng thống Kamala Harris liên quan tới là giảm thuế, hay là liên quan đến việc là cho tiền người ta mua nhà lần đầu tiên, vân vân, những cái thường mới vừa chia sẻ với các bạn. Nhưng mà cả hai bên đều không nói chi tiết, cho nên đây có thể những lời nói suông mà thôi, thì cũng không hẳn đâu các bạn. Thường đó thì càng tới gần ngày bầu cử sẽ càng có nhiều chi tiết hơn, vì hai lý do. Thứ nhất là bây giờ đã cả hai bên đều không muốn nói chi tiết về chiến lược của mình, giống như là cựu Tổng thống Donald Trump ủng hộ Bitcoin ra sao thì ông chưa có nói chi tiết các bạn. Tại vì nếu như nói đó thì thứ nhất có thể dẫn đến là cái người bên kia sẽ copy ý kiến của mình. Thứ hai là cho họ thời gian để có thể nghĩ ra đối sách tại sao mà cái ý kiến đó không thể thành sự thật được. Cho nên càng đến gần ngày bầu cử thì họ mới càng nói thêm những chi tiết vì lý do đó. Và cũng có thể là Phó Tổng thống Harris đợi tới gần ngày bỏ phiếu mới chia sẻ cảm nghĩ của mình về crypto. Chúng ta không biết được. Đối với cái phương diện chính trị nên tôi sẽ không nói đến các bạn. Mỗi người sẽ có một cái sở thích, họ thích người này hay thích người kia vì lý do này hay lý do kia, cái đó là bình thường, mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ. Nhưng mà về riêng cái phương diện crypto đó thì các bạn nên nhớ là để thông qua luật chúng ta cần cả hai đảng, phải được thông qua cả hai viện ở Quốc hội các bạn, Hạ viện và Thượng viện, rồi Tổng thống mới ký, chứ không phải là Tổng thống sẽ quyết định được tất cả. Cho nên chúng ta cần phải có được những cái chính trị gia, không cần phải là Phó Tổng thống hay Tổng thống các bạn, nhưng mà càng nhiều chính trị gia ủng hộ càng tốt. Cho nên chúng ta cũng nên nhìn vào những cái thông tin này một cách nó lạc quan hơn, một cách nó tích cực hơn các bạn. Và nói tới cựu Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy được là con của ông là Donald Trump Jr. thì cuối cùng cũng đã chia sẻ, không phải là chi tiết các bạn, nhưng mà cũng đã chia sẻ cái Telegram được thành lập cho cái dự án bí mật mà chưa được công bố. Dự án này ra bây giờ chúng ta biết là một cái dự án là khả năng cao nó liên quan đến token hóa tài sản thật, nhưng mà ở trong Telegram này đó thì các bạn có thể là join vào, vẫn chưa có thông tin gì mới hơn. Chủ yếu đó là một nơi để mà tập hợp tất cả mọi người lại trước khi mà họ công bố mà thôi, để tránh những cái trang web giả hay là những cái mạng xã hội giả. Và nói tới token hóa đó thì các bạn thấy được là một trong những tài sản được token hóa nhiều nhất bây giờ đó chính là kho bạc Hoa Kỳ hay là công trái phiếu các bạn, và dự kiến sẽ vượt qua 3 tỷ đô la vào cuối năm 2024 do sự gia tăng chấp nhận crypto và lãi suất cao. Các dự đoán cho vốn hóa thị trường này dao động từ 2,12 tỷ cho đến gần 4 tỷ đô la các bạn. Và đó cũng không phải là cái gì đó quá cao đâu, tại vì hiện bây giờ chúng ta nhìn thấy được là tổng cái số vốn hóa khi mà nói tới token hóa công trái phiếu đã gần 2 tỷ rồi, thì cái ước tính từ đến cuối năm tăng thêm một chút nữa cũng không có gì gọi là quá cao đâu. Sự quan tâm từ những tổ chức từ chỉ phi tập trung DAO như là Arbitrum và MakerDAO với kế hoạch đầu tư hàng triệu đô la vào trái phiếu token hóa có thể dẫn đến dòng tiền lớn vào thị trường này. Tuy nhiên, việc Fed có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể làm giảm sức hấp dẫn của những trái phiếu này đối với nhà đầu tư. Nhưng mà các bạn thấy được là crypto bây giờ đó càng ngày càng trở thành một phần, không phải là chỉ riêng chứng khoán Hoa Kỳ mà trong chính trị Hoa Kỳ nữa. Các bạn cũng đã từng nghe Thuận chia sẻ về những cái stablecoin bây giờ đó họ xếp hạng thứ 16 các bạn, là đơn vị thứ 16 lưu trữ nhiều công trái phiếu nhất của chính phủ Hoa Kỳ. Tại vì những stablecoin đó họ lấy tiền rồi họ đi mua công trái phiếu các bạn để mà kiếm lời. Thứ hai nữa là bây giờ đó thì những cái quỹ liên quan tới token hóa trái phiếu chủ yếu đó là họ gây dựng lên, giống như chúng ta nói tới quỹ của BlackRock hay là quỹ Ondo hay là quỹ của Franklin, chủ yếu đó là họ gây dựng lên để cho phép những khách hàng của họ hiện bây giờ có thể tiếp cận được thông qua token, tại vì nó sẽ rẻ hơn, nó sẽ xử lý nhanh hơn, chi phí thấp hơn các bạn, hơn là tự mua trên thị trường chứng khoán. Họ đang thử nghiệm cái phần này nhưng mà từ từ nó sẽ được mở rộng lên cho nhiều người trên thế giới tiếp cận các bạn. Và chúng ta cũng biết là trong thị trường này đã chúng ta có stablecoin, một ngày nào đó đó chúng ta cũng có thể thấy được là những cái DAO, những cái sàn giao dịch phi tập trung và nhiều người cũng có thể là lưu trữ token trái phiếu của Hoa Kỳ thay vì là lưu trữ stablecoin cũng có thể các bạn, và khiến cho càng ngày thị trường này càng gắn liền với là công trái phiếu Hoa Kỳ hơn. Cho nên nếu như điều nói là chính phủ Hoa Kỳ một ngày nào đó có thể là cấm crypto thì trước đây thường nói với các bạn khả năng đó, đó rất là thấp luôn, tại vì crypto mang đến rất nhiều lợi ích các bạn, nhiều lợi ích mà chúng ta cũng không thể ngờ đến, không phải là chỉ riêng việc là có thể cho thêm thu nhập thuế, có thể tạo ra công ăn việc làm, có thể dẫn đến là nhiều nhân tài ở Hoa Kỳ này, mà còn có thêm những cái lợi ích như là có thêm cái nguồn tiền để mà mua công trái phiếu. Các bạn có thể nói được là thông qua những thị trường token hóa này, chính Hoa Kỳ hoàn toàn có thể lan tỏa cái sức ảnh hưởng của công trái phiếu nhiều hơn là trước đây các bạn. Trước đây các bạn ở một quốc gia khác thì làm sao mua công trái phiếu Hoa Kỳ cực kỳ khó luôn. Nhưng mà sau này khi mà token hóa trên những mạng lưới như là Ethereum, các bạn nhìn thấy được là phần lớn đều sử dụng mạng lưới công cộng, tại vì nó đơn giản hơn rất là nhiều và an toàn hơn, như là Ether, Stellar, Polygon vân vân, thì sẽ càng ngày càng nhiều người tiếp cận hơn với công trái phiếu Hoa Kỳ, càng ngày càng có nhiều chủ nợ hơn các bạn. Và chúng ta cũng có một thông tin đến từ Iran, thì Iran đang thưởng 1 triệu token, nghĩa là khoảng 240 đô cho người dân báo cáo những hoạt động đào Bitcoin trái phép để mà giảm bớt áp lực lên lưới điện vốn đang gặp khó khăn do nắng nóng kỷ lục các bạn. Hiện tại đó, Iran đã phát hiện 230.000 thiết bị đào bất hợp pháp, tiêu thụ tới 900 MW điện, tương đương với lượng điện của một tỉnh có 1,4 triệu dân. Chính phủ Iran đã hợp pháp hóa việc đào Bitcoin từ năm 2019, nhưng gần đây đã phải tạm dừng do tình trạng thiếu điện nghiêm trọng. Thì các bạn cũng đang nghe Thuận chia sẻ nhiều về đào Bitcoin này các bạn. Nơi này đã không đủ điện thì sẽ có nơi khác sẽ có dư điện. Chúng ta nhìn thấy được là nơi này đã không có muốn đào Bitcoin như là Trung Quốc, thì những xương đào sẽ dọn đi nơi khác. Và các bạn nhìn thấy được điều đó đã xảy ra cách đây khoảng chừng là 2 năm, khi mà những xưởng đào họ chuyển qua Hoa Kỳ các bạn. Và bây giờ Hoa Kỳ là nơi mà có nhiều tốc độ đào nhất như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ cho những bạn nào mà là fan của bóng đá, đó chính là Crypto.com đã trở thành một đối tác của Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Có nghĩa là họ là một trong những đơn vị mà tài trợ và sẽ thấy quảng cáo của Crypto.com nhiều hơn. Nói chung đây là một trong những công ty mà chi tiêu rất nhiều cho quảng cáo các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, XM, Binance, Alinex và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.